trái quýt hồng Đồng Tháp đang bước vào thời kỳ lên màu. Đâu là những yếu tố dinh dưỡng quan trọng có tính chất quyết định giúp trái quýt hồng kịp khoe màu đón Tết? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 31 tháng 12 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.